Cảm ơn Steve đã viết thư dài cho tôi. Miền Trung Việt Nam vừa bị tai họa bão lụt lớn, tôi cũng bị bận rộn quá nên đã viết thư được cho Steve. Các ông già bà cả cho biết là 60 năm nay mới lại có một trận lụt như vậy. Trận lụt 60 năm về trước cũng xảy ra trong năm Giáp Thìn. Kỳ về Trung vừa rồi, cùng với một số người trẻ tuổi góp phần vào việc cứu trợ, tôi được thầy tôi, năm nay đã 80 tuổi, kể cho nghe từng chi tiết về trận bão lụt Giáp Thìn 60 năm về trước. Trận lụt năm nay thật là kinh khiếp, hàng ngàn người bị nước cuốn trôi và hàng chục ngàn người thiếu nhà cửa, thiếu cơm ăn áo mặc, đã và đang thoi thóp chờ sự cứu trợ của những người đồng bào của họ. Ở miền Nam, phong trào cứu trợ nạn lụt miền Trung được sự hưởng ứng rất sốt sắng của hầu hết mọi người. Biết bao nhiêu đoàn thể đã tổ chức quyên góp cứu trợ. Trường chúng tôi cũng quyên góp được mấy xe quần áo, thuốc men và thực phẩm. Từng đó chẳng thiếu đủ gì, nhưng chúng tôi đã tổ chức để tự thân mang những tặng phẩm đó ra tận nơi xảy ra tai nạn. Công việc này không dễ dàng gì đâu, Steve ơi. Bởi vì những nơi này đều nằm vào địa thế chiến lược nguy hiểm. Người ta có thể bỏ mạng vì bom đạn hay vì những cuộc đụng độ có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Nếu người ta nghe theo tiếng gọi của lương tâm mà tìm tới những nơi ấy. Nhưng mà, để tôi trả lời câu Steve vừa hỏi đã nghe. Tôi biết Steve không ưng ở tại thành phố Nụ Ước nữa bởi vì Steve đã trả chán nó. Nhưng nếu Steve cố gắng thêm chừng 4 tháng nữa thì Steve đã có thể hoàn tất chương trình. Rồi sẽ liệu sao? Chắc có lẽ cậu lắc đầu chán nản khi nghe tôi khuyên như thế. Đã chán rồi thì một vài ngày còn khó chịu đựng thay, huống hồ là 4 tháng trời. Chắc Steve đã phản ứng như vậy. Nhưng mà Steve ơi, nơi nào trên trái đất này thì cũng đều gần gần như nhau. Nếu mình vẫn mang tâm trạng như tâm trạng bây giờ thì đi đâu mình cũng thấy cái y báo ấy. Có lẽ nếu có tôi bên cạnh, cậu sẽ chấp nhận Nụ Ước dễ dàng hơn. Steve không biết rằng có thể một ngày nào đó cái Nụ Ước chán ghét của cậu có khi làm cho cậu sinh ra nhớ quay quát nó cũng không biết chừng. Cũng như cái xứ sở đau thương nhiều thù hận và nhiều điều bạc bẽo này, ngày trước có khi tôi nghĩ phải bỏ quách nó mà đi để không bao giờ trở lại, ấy thế mà rồi khi xa lại đứng ngồi không yên, lại sinh ra nhớ quê nhớ quát nó. Tôi hay có những tưởng tượng buồn cười lắm, Steve. Ngày xưa có bữa đọc báo về chuyện phi hành không gian, tôi tưởng tượng một mình đang ngồi trên phi thuyền bay theo một quỹ đạo xoay quanh trái đất, rồi vì một hư hỏng máy móc nào đó tôi không đốt được chiếc quả tiễn còn lại, thành thử không thể vượt ra khỏi quỹ đạo được nữa, mà phải tiếp tục bay quanh trái đất mãi mãi. Mãi mãi cho đến khi hết lương thực, hết không khí, và tôi chết rũ ra một mình không ai biết ai hay. Liên lạc vô tuyến với loài người ở dưới trái đất cũng bị cắt đứt, và tôi cảm thấy rất cô độc khi nghĩ rằng chính xương cốt mình không được nghỉ ngơi trong lòng trái đất. Tôi nhớ trái đất lạ lùng, loài người ác độc, loài người gây khổ đau dằn vặt, loài người mà có khi tôi thấy không thể thương được. Loài người ấy bây giờ tôi thấy thân thiết với họ một cách kỳ lạ. Thôi thì cho tôi trở lại với trái đất đi, với loài người ác độc ấy đi cũng được. Nhưng mà làm thế nào để trở lại? Dù anh muốn để xương cốt anh trên mặt đất thân yêu thì cũng không được nữa rồi mà. Anh có thể có ý định mở cửa phi thuyền và nhảy xuống mặt đất, nhưng thực tế thì anh không nhảy được, bởi vì không có trọng lượng. Trái đất không muốn anh nữa, trái đất không còn hút anh xuống nữa, anh xa trái đất và loài người quá rồi. Steve ơi, chỗ tôi ngồi viết cho Steve đây vẫn là làng quê thuộc tỉnh Gia Định. Khung cảnh đáng lý thì yên tĩnh hoàn toàn, nhưng máy bay phản lực của không quân làm tôi nhức óc. Sao mà máy bay bay hoài như thế không biết. Tiếng máy bay như đè nặng trên hai lá phổi của tôi. Hồi nãy tôi ngồi chơi với mấy em bé trong làng, dưới chân đống rơm, câu chuyện đang vui thì máy bay ào tới. Tiếng máy bay át tất cả tiếng nói của chúng tôi. Mấy đứa nhỏ nhìn lên trời, theo dõi hai chiếc máy bay phản lực.
tôi thấy chúng không có vẻ thích thú như trong trường hợp thông thường của trẻ con nhà quê khi nhìn thấy máy bay. Chúng không vỗ tay reo cười, trong mắt chúng tôi thấy vẻ lo âu ghét bỏ. Tiếng tăm về tai nạn bom đạn giết chóc từ những miền quê khác đã bay tới làng. Ở những nơi như thế này đây, trông thấy những vấn đề cụ thể của người dân quê tham dự vào trong những buồn vui hàng ngày của họ, tôi thấy tâm hồn mình bình dị và có nhiều yêu thương. Tôi biết cái nếp sống khép kín của cái xã hội nhiều tiền bạc và tiện nghi cũng không thích hợp với Steve. Đối với nhiều người, phần lớn thì giờ trong cuộc đời họ đã và đang được tiêu phí trong sự theo đuổi những tiện nghi vật chất. Tôi không tuyên truyền thuyết bác ái đâu. Steve đừng e ngại, tôi thấy trong cái xã hội sinh hoạt đầy tiện nghi, những vấn đề của con người lại còn to lớn và dằn vặt hơn trong cái xã hội mà tôi đang sống đây nhiều. Nỗi niềm cô đơn, trống trải và buồn chán, ý niệm về sự vô ích vô nghĩa của cuộc sống, nó làm cho con người đau khổ bội phần. Cách đây mấy năm, tôi được xem đâu đó một cuốn phim tài liệu ngắn thuộc loại xã hội như một chương trình vô tuyến truyền hình. Phim do ai thực hiện, tôi cũng quên khuấy đi mất. Nhan đề cuốn phim là Người đàn bà cô đơn. Tôi chỉ nhớ mang máng thôi, vì lâu quá rồi. Người đàn bà cô đơn đây là một người đàn bà có chồng, và chồng bà lại có địa vị trong xã hội. Họ có nhà cửa, xe hơi và tiền bạc. Giữa hai vợ chồng không có vấn đề gì xích mích lộn xộn. Người thiếu phụ cũng đã không gặp trở ngại gì trong vấn đề tình yêu và hôn nhân. Hai vợ chồng ở trong một ngôi nhà khá sang trọng trong một thành phố Mỹ Quốc. Họ chưa có đứa con nào. Vào đầu cuốn phim, ta thấy người thiếu phụ ngồi ngã đầu trên chiếc ghế dựa trong phòng khách, hình như là thiếp đi vì mỏi mệt. Người thiếu phụ trên ư ử, nét mặt biểu lộ sự chán chường mệt mỏi và xa vắng mênh mông. Trong cơn mê, những đợt sóng từ dưới đáy tiềm thức trỗi dậy. Có một vẻ gì bất an hiện trên nét mặt đó. Một chút nước bọt nhiễu hai bên mép thiếu phụ. Trong cơn mê, thiếu phụ vừa trên vừa cửa mình và lắc đầu như đang dùng dãy để thoát ra một cái gì. Lúc đó chồng của thiếu phụ chạy đến vỗ vai để thức nàng dậy. Người thiếu phụ mở choàng mắt, bỡ ngỡ một tí rồi vụt đứng lên. Chỉ sau một giây thôi, nét mặt thiếu phụ trở thành vui vẻ, nhí nhảnh, yêu đời. Tất cả những nét chán chường, mệt mỏi biến mất, thiếu phụ trở nên vui tươi, hoạt bát một cách mầu nhiệm. Nàng nói tíu tít như một con chim non để làm vui lòng chồng. Em mới chợp mắt một tí, anh đi đâu mới về đấy? Để em làm cà phê nghi cho anh nhé, cà phê thật ngon cho anh. Người chồng nhìn vợ một cách hơi lo lắng, rồi hỏi nhỏ. Em có sao không? Nàng trả lời chụp cười rất tươi. Không, em có sao đâu, em không sao cả. Người chồng cho biết là ông phải đi Cựu Kim Sơn gấp vì công việc làm ăn. Anh phải đi ngay. Vậy anh thay áo đi. Để làm cà phê xong, em sẽ giúp anh làm vali. Nàng làm cà phê, trong khi người chồng loay hoay trong tủ áo. Bỗng nhiên tiếng hát trong phòng chấm dứt. Chiếc đĩa âm nhạc vừa hết. Nàng bỏ dở cà phê, tới thay đĩa mới. Âm nhạc nổi lên, lần này dồn dập náo nức. Rồi nàng trở lại với chiếc bình cà phê. Nhưng người chồng không chịu nổi âm nhạc. Có lẽ ông ta đã mệt vì âm nhạc. Ông ta đến gần máy, tắt đi và trở về tủ áo. Những người thiếu phụ lại không chịu đựng nổi sự im lặng. Nàng trở lại, cho quay chiếc đĩa hát trở lại. Rồi lại đến phiên ông chồng khó chịu. Họ thay phiên nhau, dặn máy và tắt máy như thế nhiều lần, một cách hầu như là vô ý thức. Bây giờ thì ông chồng đã lên máy bay rồi. Người thiếu phụ ngồi nhà một mình, nghe nhạc hoài cũng chán lắm. Nàng chọn nhiều đĩa khác nhau, nhưng cuối cùng tắt máy. Rồi nàng đi tìm sách. Thế nhưng đọc được vài dòng, nàng gấp sách lại. Nàng không thể tiếp tục đọc nữa. Nàng chạy tới máy điện thoại, gọi người này rồi gọi người khác. Người này đi vắng, người khác bận, không có ai để mời tới ngồi lê đôi mắt cả. Nàng chán nản, bỏ ống nói xuống và ngồi thừ ra.
Tuy hãy tưởng tượng làm sao mà nàng có thể sống từ trưa đến chiều trong cái tâm trạng ấy và điều kiện ấy. Vào lúc 6 giờ, đứa bé giao báo buổi chiều gõ cửa, nàng mừng rỡ đến nỗi ta thấy hy vọng hiện lên nét mặt nàng. Nhưng không, đó chỉ là em bé đưa báo. Nàng nhận báo rồi đề nghị thằng bé ở lại một chút nói chuyện chơi. Cố nhiên là nó từ chối, bởi vì nó còn phải giao không biết bao nhiêu là báo nữa. Nó nhìn nàng thương hại. Tại sao bà không ra quán rượu đầu đường ấy, vui lắm. Nàng thấy lòng tự ái bị va chạm. Nàng nói, tôi không cần. Thằng bé đi rồi, nàng càng thấy cô đơn trống trải. Nàng nghĩ tới chồng, nàng chạy lại điện thoại. Cô làm ơn cho tôi nói chuyện với chồng tôi ở Cựu Kim Sơn. Long distance call, person to person. Phải rồi, person to person, chứ không phải post to post. Như vậy, trong trường hợp chồng không có ở đó thì nàng khỏi phải trả tiền. Person to person, một người liên lạc với một người nhất định nào đó liên lạc với một người cũng nhất định nào đó. Nhưng mà sự liên lạc giữa người và người, nó có làm tan biến được sự cô đơn của con người hay không? Hay là con người chẳng bao giờ vượt qua được cái vạn lý trường thành của hai vũ trụ chứa đầy bí mật đó, person to person? Nàng nghe tiếng chồng ở đầu dây kia, nàng hỏi, anh đi về đó có bình yên không? Chồng nàng trả lời, bình yên, thế rồi hết, thảm hại chưa? Nàng không có gì để nói nữa hết, nàng không có gì để hỏi nữa hết. Điện thoại đối liền hai miền xa cách. Chồng nàng đứng ở đầu đường dây kia, cũng như là đứng trước mặt nàng. Không có gì để nói cho nhau nghe cả nữa hay sao? 10 năm trời ở bên nhau, người ta đã tìm tất cả những gì thuộc về của nhau rồi. Nàng thấy óc nàng rỗng tuếch. Nàng hỏi đại một câu, ở Cựu Kim Sơn trời có mưa không anh? Không, ở đây tốt lắm, ấm lắm. Anh vừa mới tiếp xúc lần đầu với người ta về vấn đề công việc. Và hình như người chồng nàng nhận thấy cái gì là lạ ở giọng nói của nàng. Chồng nàng hỏi, em có sao không em? Lần thứ hai trong buổi chiều chàng hỏi. Và lần thứ hai trong buổi chiều nàng trả lời, em không sao cả. Nàng không chịu đựng được nữa, cho nên nàng mặc áo rồi xuống giường. Nàng tìm tới quán rượu đầu đường. Đã hơn 12 giờ khuya rồi, quán cũng vắng. Nàng gọi một cốc whisky và ngồi nhìn. Lát sau có đôi vợ chồng cũng vào quán rượu. Người vợ đi vào phòng rửa mặt, người chồng ngồi gần bên thiếu phụ gọi một ly rượu và họ làm quen với nhau. Thiếu phụ cô đơn, còn người đàn ông thì thấy thiếu phụ có chút nhan sắc. Và biết đâu người đàn ông tuy đi với người đàn bà của mình cũng lại cô đơn. Họ trao đổi vài câu nói cười thân mật, nhưng người đàn bà đã trở về lại chỗ cũ, nhăn mặt tỏ ý không tán đồng sự thân mật đó. Không khí trở thành nặng nề. Vào khoảng nửa đêm, ác mộng xâm chiếm giấc ngủ của người thiếu phụ. Dưới ánh sáng mờ nhạt của gian phòng ngủ, ta thấy lại nét chán chường cô độc ban trưa trên khuôn mặt nàng. Thiếu phụ vùng dậy, nàng la hét trong cơn ác mộng, một mình trong cơn ác mộng, trong cô đơn. Nhưng bỗng có tiếng lách tách ở ổ khóa, có tiếng mở cửa, rồi cửa phòng ngủ cũng hé mở. Chồng nàng từ Cựu Kim Sơn trở về, lúc nửa đêm trông thấy cảnh tượng đó, chàng vội chạy lại đánh thức nàng. Người thiếu phụ giật mình tỉnh dậy, ngơ ngác, nét mặt còn in vẻ kinh hoàng. Người chồng cắt nghĩa, anh nghe thấy một cái gì không bình thường trong giọng nói của em hồi chiều qua dây điện thoại, cho nên bằng xong công việc, anh vội vã lấy máy bay trở về. Em nằm mơ thấy gì mà vùng dậy và la hét dữ vậy? Em có sao không? Em có sao không? Lần thứ ba từ buổi chiều, chàng hỏi, em có sao không? Người chức vụ kiểm soát lại tình trạng. Nàng không thể trả lời như hồi chiều được nữa. Không, rõ ràng không trả lời như hồi chiều. Nhưng mà có vấn đề gì đâu? Nàng có đau ốm, có thiếu thốn gì đâu? Nhà cửa đầy đủ mọi tiện nghi,
chuyện gì cũng có máy móc đỡ tay đỡ chân làm thế cho nàng. Có chuyện gì thì cũng có điện thoại đó. Bếp có cháy hay trộm có lẻn vào thì đã có thể gọi cảnh sát. Người đàn bà không bất lực, không cần sự che chở của người đàn ông như thời nguyên thủy, có nhiều trắng rớt, hổ báo, sấm chớp. Người đàn bà không thiếu một thứ gì. Nhà cửa sang trọng, sức khỏe đầy đủ, lợi tức dồi dào, chồng con có địa vị có uy tín. Nhưng mà không thể nói rằng như thế là mọi sự êm đẹp tốt lành. Nàng nhìn chồng thú nhận, em làm sao ấy anh ạ? À? Và họ biết là họ có vấn đề. Ti ơi, cái vấn đề đó là một trong những vấn đề lớn của cái xã hội bây giờ. Sự cô đơn của con người càng lúc càng lớn. Ti đưa mắt nhìn thử những buổi sinh hoạt gọi là tôn giáo, xã hội và thân hữu mà xem thì thấy nhà thờ và chùa chiền trở nên chỗ hội họp để các ông các bà giao tế, gặp gỡ và tổ chức những cuộc vui lấy danh nghĩa là sinh hoạt tôn giáo. Đi nhà thờ hay đi chùa đã trở thành một thứ trang sức, một thứ giải trí cho nhiều người. Hội họp để bầu cử những hội phụ nữ, hội từ thiện, hội cựu học sinh, hội chống võ khí nguyên tử, vân vân. Và để đàm luận và tổ chức công việc này nọ cũng chỉ là để giết thì giờ, là để chạy trốn sự cô đơn, trống lạnh của những đời sống khép kín trong cái vỏ tự ngã giả tạo. Họ có đi đâu thì cũng vẫn quanh quẩn trong cái vỏ ấy. Hoàn cảnh xã hội của họ cũng chỉ là sự tiếp nối của cái vỏ ấy. Họ chỉ giao tiếp gặp gỡ những cái vỏ như là cái vỏ của chính họ. Chính bởi vì Steve bị lạc vào trong cái thế giới đó, cho nên Steve không thể chịu đựng được. Nhưng mà nếu Steve thiết lập được sự liên lạc với cái thế giới rộng rãi bên ngoài cái vỏ kia, thì dù cho Steve có ở lại trong cái môi trường đó, Steve cũng không cảm thấy bị tù túng như là đang cảm thấy bây giờ. Có lẽ tại vì cậu đã để cho con đường liên lạc kia bị bế tắc. Hãy nghĩ đến chúng tôi, hãy nghĩ đến cái thế giới rộng rãi mà trong đó ngày mai Steve sẽ bơi lội, thì cậu sẽ thấy cái hoàn cảnh trong đó hôm nay cậu sống là một hoàn cảnh cần thiết. Hãy chấp nhận 4 tháng đó với một nụ cười và với một thái độ tích cực, rồi mọi sự sẽ biến hình trước con mắt của chúng ta. Mặt trời sẽ sáng hơn và cây cối sẽ xanh hơn, con người sẽ dễ thương hơn. Để chữa lành cái bệnh của người thiếu phụ kia, tôi tưởng không có gì khó khăn Steve. Hãy đem nàng ra khỏi nhà tù của những điều kiện tiện nghi vật chất, cho nàng về sống trong cái xã hội châu Mỹ Latin chẳng hạn. Hay làm về đây, tại cái làng mình quê này thì cũng tốt. Rồi nàng sẽ đi giặt lấy quần áo ở bờ sông, sẽ phải trùng mình khi thấy nước uống thiếu trong sạch mà những người dân làng thường uống. Rồi nàng sẽ ở chung và chia sẻ những vấn đề của dân làng. Cái mớ kiến thức mà nàng có đó sẽ có thể giúp đỡ dân làng cải thiện sự sống của họ. Nàng sẽ phải cực khổ, lo lắng, nhưng mà nàng sẽ có những nụ cười trong veo dưới nắng sớm. Tôi biết chắc như vậy mà. Tuy nhiên, Steve đừng nghĩ rằng công việc giải phóng nàng là một công việc dễ dàng đâu nhé. Dù đau khổ, người ta vẫn không có can đảm từ bỏ khổ đau. Con người sợ khổ đau cho nên cứ chịu khổ đau hoài. Tiếp xúc với cuộc sống, với những khổ đau, những lo âu của thế giới bên ngoài, chia sẻ trong cảm thông tất cả những thứ đó với kẻ khác, đó là phương thuốc mầu nhiệm nhất để xua đuổi thế giới u ám của sự cô độc nội tâm. Anh mà cô đơn là tại vì anh tự giam giữ anh trong một cái vỏ giả tạo, là tại vì anh tưởng rằng anh là một thực tại riêng biệt, không có liên hệ tới những cái khác. Nhà Phật nói là tại vì anh cho là ngã, một cái gì vô ngã. Mà thôi, đừng có tin nhà Phật Steve ạ. Bởi vì tôi nghĩ rằng cái tôi của tôi đây, tuy nó không là ngã, mà nó cũng không là vô ngã đó Steve. Cái thứ văn nghệ phản chiếu tâm trạng cô đơn thao thức cũng đã xuất hiện trên cái đất này lâu rồi Steve.
trong cái tình trạng bế tắc của chính trị, trong cái không khí tiểu nặng đe dọa của bạo lực và tiền bạc, con người rất dễ lây cái tâm trạng chán chường vô vọng đó. Who is close, no exit, ngõ cụt, không có nẻo ra, cái gì cũng vô lý, cũng đắng nhổ nước bọt vào, cái gì cũng giả dối, sự vô lý cũng vô lý, sự giả dối cũng giả dối. Như thế đó mà vẫn còn nói năng được. Nó tô một lớp sơn đen hắt ảm đạm lên cho khung cảnh, nó trợ lực cho nếp sống liều lĩnh, không trách nhiệm, nó mở miệng dân danh cho tự do. Nếu cái thứ văn nghệ chỉ biết tuân theo lãnh đạo như một bộ máy được coi là một thái cực, thì cái văn nghệ vô trách nhiệm này đích thực là một thái cực khác. Bên kia còn có thể nói gì một cái gì, chứ bên này thì không thể nói gì một cái gì được hết. Tôi không bao giờ cho sự vô trách nhiệm là tự do cả. Tự do mà vô trách nhiệm thì không phải là tự do mà là tự hoại. Tự hoại và hủy hoại kẻ khác. Thứ văn nghệ đó làm cho tình trạng càng lúc càng bi đát. Thứ văn nghệ đó giúp cho con người tự kỷ ám thị để càng bị dày dò trong cô đơn chán chường và mệt mỏi. Thứ văn nghệ đó cào cấu những vết thương cho thêm trách nát. Chúng ta cần một đường hướng khai thị và trị liệu. Khai thị để vạch rõ cho chúng ta biết sự thật về những vấn đề của chúng ta. Biết để mà có ý thức để mà lo, chuyển quán, cải tạo, chạy chữa, nghĩa là tìm ra được nguyên do của chứng bệnh và trị liệu. Nói thì chắc là Steve cười, chứ thực ra theo nguyên tắc này, ta phải isolate những người bị cái bệnh chán chường ra, hoặc giả là isolate những người chưa bị bệnh ra một nơi. Nghĩa là phải thiết lập những ắp chiến lược văn hóa, nhưng mà không phải kiểu ắp chiến lược ngày xưa của ông Diệm đâu. Steve, đừng có lo. Tôi nghĩ ở đây những trường đại học chẳng hạn nên để tách biệt ra, đừng cho nằm tại Sài Gòn. Phải có những thành phố dành cho đại học như thành phố Princeton hay là Oxford vậy. Trường đại học cần có phong độ ngày xưa, nghĩa là phong độ một nơi tu luyện, phải có hoàn cảnh và không khí của sự tu luyện. Chứ ở Sài Gòn hay Nữ Ước hay Ba Lê thì khó học hành lắm. Hồi tôi còn ở Princeton, tôi có nghe một anh sinh viên than rằng thành phố Princeton đã như một tu viện rồi, mà Đại học Princeton lại còn là một tu viện nữa. Thật là một tu viện trong một tu viện. Thế mà không ai chối cãi được cái khả năng và không khí học tập ở Princeton đâu nhé. Steve có đồng ý không? Khi mà người ta mạnh khỏe thì mầm mống bệnh tật khó nhiễm độc và vật ngã được. Vấn đề không phải là đi tìm sự trốn tránh, mà chính là đi tìm sự tự cường tự lực để chiến thắng. Steve ơi, cái số tôi thế mà có nhiều may mắn. Bây giờ đây tôi có thể ngồi viết cho Steve yên ổn thế này cũng là nhờ các bạn trẻ bên này lo lắng và gánh vác được cho bao nhiêu trách nhiệm. Hồi tôi còn ở bên đó cũng vậy. Nhớ lại cái hồi từ tháng 6 đến tháng 10 năm 1963 mà xem, thật là lận đận lao đao. Hồi ấy như Steve biết, phong trào chống ông Diệm lên mạnh ở bên này, một mình tôi ở bên đó phải lo biết bao nhiêu công việc, ít có đêm nào ngủ được. Tiếng chuông điện thoại làm tinh thần tôi căng thẳng. May mắn có Steve và có một vài người bạn trẻ khác phụ lực cho. Mặc dù bao nhiêu hăm dọa và khó khăn, chúng ta đã đi tới một cách mạnh bạo. Tôi nhớ cái buổi chiều ở American Buddhist Academy, đến nét mặt lặng lẽ của Steve khi em đem bình sữa và thẻ kẹo sô-cô-la tới. Căn phòng là một căn phòng tham thiền kiểu Nhật có đệm chiếu tatami. Steve đã ngồi quỳ gối và trao bình sữa cho tôi một cách hết sức lặng lẽ và dễ thương. Thật không khác gì một chú thị giả ở Đông Phương. Steve nói, ăn một thẻ sô-cô-la nhỏ thì lấy lại được năng lực mau chóng lắm.
buổi chiều đó đúng 2 giờ là mãn hạn thời gian tĩnh tâm cầu nguyện. Tôi đã đóng cửa tĩnh tâm, nhập từ bi quán để cầu nguyện cho sự vượt thắng của tự do trên bạo lực, và thời gian đó kéo dài từ sáng thứ hai đến chiều thứ sáu. Tôi đã không ăn uống gì trong thời gian đó, trừ chai nước lã mà Steve đến thay một ngày 2 lần. Hôm tôi họp báo ở Carnegie Hall, Steve cố gắng chạy tìm một nơi thanh tịnh cho thời gian tĩnh tâm ấy, và đã không tìm ra được. Tôi điều định với ông Uthan cho tôi tĩnh tâm trong Hall of Meditation ở trụ sở Liên Hợp Quốc, nhưng ông từ chối. Ông từ chối bởi vì ông không muốn tỏ ra rằng là Phật tử, ông có ý bên vực Phật giáo. Ông nói là sợ làm như thế, tức là tạo ra một tiền lệ. Tôi gọi điện thoại cho International Church Center, cũng ở tại Liên Hợp Quốc. Họ trả lời là được, nhưng mà cái phòng ấy phải trả 300 Mỹ Kim một ngày. 300 Mỹ Kim, thế nghĩa là 1.500 Mỹ Kim cho một thời hạn từ thứ hai đến thứ sáu. Bán nhà đi chúng ta cũng không trả nổi. Tôi bèn gọi cho American First Gen Institute, gọi nhiều lần nhưng không có ai trả lời. Sau cùng tôi gọi Đại Đức trụ trì ngôi chùa Riverside Drive và được chấp thuận. Lúc đó là lúc Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc bắt đầu họp về vấn đề Việt Nam. Trước đó tôi đã làm việc gần gũi với nhóm các nước Á Phi, đã đưa được vấn đề Việt Nam lên nghị trình của Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc, nhất là với ông Đại sứ Tích Lan. Và tôi cũng đã nói chuyện rất nhiều với báo chí và các hãng vô tuyến truyền hình. Hôm họp tờ báo Carnegie Hall do Tổ chức Nhân quyền Quốc tế bảo trợ, tôi nói: dân tộc Việt Nam đã đau khổ nhiều rồi, đây là lúc mà gia đình nhân loại phải cầu nguyện, phải hành động. Ngay sau cuộc họp báo này, tôi sẽ nhập thất tham thiền và cầu nguyện cho đất nước tôi, và tôi xin tất cả những thành phần gia đình của nhân loại, những ai biết thương xót và đau khổ vì Việt Nam, hãy góp sức cầu nguyện cho đau thương chấm dứt. Báo chí tối hôm ấy có đạo đạt lại lời yêu cầu đó. Steve biết không, lúc ấy tôi đã gần kiệt lực rồi, tại vì trước đó phải lận đận đi qua Thịnh Đốn, Chicago và các nơi khác để vận động ủng hộ cho cuộc tranh đấu bên nhà. Một cuộc diễn hành của Việt Kiều đã được tổ chức trước tòa Bạch Ốc, biểu ngữ đã được chở từ Nũng Ước xuống. Cuộc diễn hành thật cảm động, nhiều anh chị có con 5-7 tháng cũng ảnh đi biểu tình. Nhiều người Mỹ mua nước cam tới cho chúng tôi uống, tất cả các hãng truyền hình đều có mặt. Một điều bất tiện cho tôi nữa là phòng tham thiền nằm ở trên gác. Mỗi khi muốn dùng phòng rửa mặt thì phải bước xuống và leo lên mấy chục bậc thang. Mỗi một cử động đều tiêu phí nhiều năng lực. Trong 5 ngày, tôi phải đi lên, đi xuống, có tới 10+ bận. Steve đã giữ gìn không cho nhà báo nào hay hãng truyền hình nào ra vào hết. Và mãi đến chiều thứ sáu, khi đem sữa và thẻ sô-cô-la tới, Steve mới cho biết là khi chấm dứt thời hạn tĩnh tâm, tôi phải tiếp hai hãng cho chứng truyền hình, bởi vì họ có ý muốn giúp cho vấn đề thêm sáng tỏ. Tôi uống từng ngụm sữa nhỏ và nhai những ngụm sữa ấy trước khi nuốt, và tôi cũng nhai một miếng sô-cô-la. Tuy lúc đó tôi không tin cái thuyết của Steve mấy, Steve kể cho tôi nghe những chuyện đã xảy ra trong thời gian tôi nhập thất. Rồi Steve đưa cho tôi xem mấy cái thư ở nhà gửi sang, có mấy cái thiệp chúc sinh nhật. Thì ra sinh nhật của tôi nhằm ngày hôm kia mà tôi không nhớ. Lúc tôi đang còn trong thời gian nhập thất, một cái thiệp do chính tay em tôi vẽ. Đó là một giường cao vì bão tố đã gãy đổ gần một nửa. Phía dưới em tôi đề mưa quê hương. Steve kể chuyện do nhỏ cho tôi nghe trong khi ở phòng ngoài. Người ta bắt dây điện và bóng điện để sửa soạn cuộc phỏng vấn. Steve đã nói với tôi: thầy đừng nói, chỉ nghe thôi, để dành sức một lát nữa trả lời các cuộc phỏng vấn.
cũng may suy nghĩ, các cuộc phỏng vấn truyền hình thường thường chỉ kéo dài 10-15 phút, không như những cuộc phỏng vấn của nhà báo có khi kéo dài cả tiếng đồng hồ. Sau đó, Steve đưa tôi về nhà ở đường 109 bằng xe taxi. Những ngày sau đó, Steve săn sóc tôi và không cho tôi làm gì hết. Steve nấu ăn thật là tệ, nhưng mà trông thấy Steve lui cui dưới bếp, tôi thương quá. Tôi đã quen nấu cho Steve ăn như một bà mẹ săn sóc con. Thật là êm đềm khi ta có dịp nhắc những kỷ niệm quá khứ cho nhau nghe. Có phải không Steve? Nhưng cuộc đời không phải chỉ là quá khứ, nó còn là hiện tại và tương lai. Chúng ta phải nhìn về phía trước mặt. Những ngày lao đao, trốn tránh lận đận hồi ấy đã qua rồi. Nhưng những vấn đề của hôm nay đang còn, và chúng ta đang phải đối diện với chúng. Chiều xuống rồi, tối nay tôi phải trở về thành phố. Hẹn Steve thư sau. Chương 13. Thiền không phải là suy tư về những vấn đề triết học, Steve ạ. Nhất là lối suy tư chỉ hy vọng tìm ra lời giải đáp. Thiền là treo những vấn đề lớn nhất của cuộc đời vào chính mảnh đất của bản thể mình, của tâm hồn mình, của máu huyết và xương tủy mình. Thiền là nuôi nấng bằng trọn con người mình vấn đề mà mình cho là khẩn thiết nhất của đời mình. Nếu quả thực mình có một vấn đề khẩn thiết, rồi thiền cũng có khi là một cuộc tranh đấu thập tử nhất sinh trong một khoảnh khắc nào đó để được sống hay để được trở lại trong dòng lưu chuyển sâu thẳm. Có những giây phút gian nan hiểm nghèo quyết định cả một đời mình, nhưng chẳng có ai hay ai biết, mình hoàn toàn cô độc. Lại có những buổi công phu phản quán tự tâm, khi thì những thắng lợi xảy ra liên tiếp, khi thì hiểm nguy đe dọa, khi thì thất bại nằm chết cứng một mình. Nhưng mà Steve đừng nghĩ thiền là những thứ tôi vừa kể đó. Những thứ tôi vừa kể đó có thể chỉ để dành riêng cho tôi thôi. Để tôi nói chuyện này cho Steve nghe. Hãy tưởng tượng chúng ta là những đứa bé con đi chơi và gặp một ông già đang ngồi câu trên một bãi cỏ xanh. Ông ta câu rắn. Bãi cỏ xanh mướt như thế này đáng lẽ có thể trồng bao nhiêu thứ hoa đẹp, nhưng mà có những con rắn nằm phía dưới. Lão phải câu tất cả chúng nó lên và đập chết hết trước khi chúng ta có thể vun bón khu vườn. Rồi ông già kể cho chúng ta nghe kinh nghiệm câu rắn của ông ta. Có những con rắn con nằm trong những cái hang con, khi nhử chúng lên được trên mặt đất thì chúng nằm quay ra chết, khỏi cần phải đánh đập gì hết. Lại có những con rắn lớn, câu chúng lên phải cẩn thận, nếu không đủ sức đập chúng chết, chúng sẽ cắn mình trước và mình ngã quỵ. Vì vậy, phải biết mình biết ta, phải biết lúc nào mình đủ sức và lúc nào mình không đủ sức. Lại có những con rắn cần được câu lên một lúc hai con để chúng tự tiêu diệt nhau, khỏi phải nhọc sức mình đánh đập. Chúng ta thích thú nghe ông bà kể chuyện và ngồi chứng kiến. Tuy chúng ta có hơi sợ sệt, có nhiều lúc thiền định nó giống như vậy đó Steve. Dưới đáy tìm thức ăn từ vô lượng vô biên kiếp. Đó là nói theo kiểu nhà Phật, có những con rắn hoặc những con ma hoặc những con gì đó mà ta không thể gọi tên. Có người gọi là triền, là sử, là tập. Chúng nằm ở đó và chúng chi phối. Vậy muốn được tự do, ta phải mời chúng lên chơi trên mặt phẳng ý thức, cũng không phải để đánh đập chúng như trường hợp ông già câu rắn kia đâu. Chúng ta cần nhận diện chúng, đối thoại với chúng và nói với chúng rằng chúng ta không sợ chúng bởi chúng ta là bạn chúng. Thế mà rồi chúng sẽ trở nên dễ thương hết chỗ nói đó Steve. Còn nếu không thì chúng vẫn tồn tại như là những mối đe dọa thường nhật của mình. Điều cần yếu là mình không nên sợ đối diện chúng, và chỉ cần cẩn thận biết lúc nào là lúc mình có thể mời chúng đến chơi thế thôi. Nghĩa là mình phải sẵn sàng, thiền là sẵn sàng,
cũng gần như hướng đạo sinh vậy, phải sẵn sàng. Nhưng mà muốn sẵn sàng thì phải có công phu sắp sẵn. Ví dụ bây giờ có người nói với Steve, tôi cho anh biết độ 2 ngày nữa thì anh chết. Nếu Steve tin người đó, chắc là Steve sẽ cuống lên, bởi vì Steve không sẵn sàng. Không phải là không sẵn sàng để chết, mà là không sẵn sàng để mà có phản ứng thông minh nhất đối với cái ý tưởng kia. Cũng như bây giờ, người ta cho biết cái cô hạnh trí tử mỹ miều kia không chịu yêu Steve nữa và đã đi theo một người con trai khác, thì Steve cũng thấy rõ là mình chưa sẵn sàng để mà đối phó với một ý tưởng như vậy. Và vì không sẵn sàng, cho nên Steve sẽ không biết đặt chân, đặt tay vào đâu cho phải khi xuất sự, và Steve chuốc lấy nhiều khổ đau. Lý do quan trọng nhất khiến cho Steve không sẵn sàng là sự sợ hãi những ý tưởng đó, sự ghét bỏ những ý tưởng đó. Steve không thích nghĩ đến cái chết của mình, cũng không thích nghĩ đến cái phụ bạc có thể có của hạnh trí tử. Xin lỗi Steve nhé, tôi lấy ví dụ chơi vậy mà thôi. Vì không thích cho nên Steve cứ dìm chúng xuống dưới cát để có cảm tưởng là chúng không thể có. Nếu bây giờ Steve mời chúng nó ra trình diện và cười với chúng, thế là mọi việc xong xuôi. Nhưng mà cũng không dễ lắm đâu, hỡi người bạn trẻ tuổi của tôi. Mới hôm đầu tháng đây, đi qua Giác Minh, tôi ngạc nhiên thấy Lý ngồi trong phòng khách, hai tay bị còng lại. Thứ còng có khóa rất chắc. Xung quanh Lý, các bạn bè ngồi đông toàn là những nhà văn, nhà báo. Báo của Lý đã bị đóng cửa từ mấy tháng nay rồi, nhưng mà Lý vẫn tiếp tục cuộc vận động dư luận, không chịu thua. Chúng lùng bắt Lý. Đã có lần Lý cải trang đi tạm trú ở miền gia định. Khi Lý trở về xin tạm trú ở Giác Minh, không ai cho phép Lý đi ra khỏi chùa. Thế mà hôm đó tự dưng Lý ra khỏi chùa, lập tức hai người lạ mặt đến xốc tay Lý kéo đi. Lý la lớn lên, người bên đường đổ xô lại. Hai người lạ mặt vội vàng áp Lý tới cột trụ xe buýt và khóa còng hai tay Lý vào rồi lẩn mất. Những người bên đường súng lại đưa hỏng Lý lên cao, luồn tay ra khỏi cột, và với hai tay còng như thế, Lý trở về Giác Minh yêu cầu gọi các bạn lại. Có người đang đi gọi thợ sắt để chặt chiếc còng. Cổ tay của Lý đỏ bầm, thấy tôi Lý cười, cổ tôi khang lại, nói không ra tiếng. Như thế này thì còn trời đất gì nữa. Giữa ban ngày ban mặt, lúc 1 giờ trưa, ngay trong khu đông đảo nhất của thành phố. Steve ơi, chúng tôi đang tiếp tục đi tới đây. Những gì sẽ xảy ra cho chúng tôi ở đằng kia, chúng tôi chưa biết. Nhưng chúng tôi đặt niềm tin ở khả năng con người. Chúng tôi nhất quyết không thù ghét con người, dù con người có tỏ ra độc ác đến mấy đi nữa. Kẻ thù của chúng ta không phải là con người, kẻ thù của chúng ta là vô minh, là cừu thù. Thôi, để tôi đưa Steve vào làng thăm để quên đi trong giây lát tất cả những vấn đề gây go đó. Steve xem nè, đây cũng là một làng nước mặn, thành ra vấn đề nước uống là một vấn đề lớn lao của làng. Người ta phải đổi một đôi nước tới 3 đồng bạc khi xe nước đi qua. Có khi thì là những ghe nước ngọt chèo tới và dân làng đem thùng ra và quan giống ra để đổi. Người ta dùng chữ đổi để khỏi dùng chữ mua, bởi vì nếu có người mua nước thì phải có người bán nước, điều mà không ai muốn xảy ra cả. Steve xem, người dân quê yêu nước biết chừng nào. Steve đi qua con đê này và rẽ về phía bên trái. Cái hồ nước xây bằng đá này có thể chứa được 6 thước nước do dân làng đóng góp và xây lên dưới sự trợ lực của chúng tôi. Một cái đơn do dân làng ký đã được bộ công chánh chấp nhận, thế là lâu nay cứ mỗi tuần 3 lần xe công chánh về ghé đổ nước ngọt vào hồ nước, dân làng chỉ việc ra gánh. Tuy vậy, vấn đề nước chỉ khó khăn trong mùa nắng thôi Steve.
về mùa mưa, nước sông trở thành ngọt và nước mưa hướng được có thể dùng dư giả. Đám đất lớn phía tây trái kia đã được dân làng khai phá trồng trọt, hoa màu được chia đều cho nhau, dù đó không phải là đất của người trong làng, đất đó là đất của chính quyền bỏ hoang từ bao nhiêu năm, có những thứ cây cối có thể chịu được nước mặn, nhưng mà có những thứ cây phải chờ đợi đến mùa mưa mới có thể trồng trọt được. Bé Lê ở trong làng bảo là có những cây bầu cây bí, nếu ta tưới từ nước sông mặn pha với nước mưa ngọt cho chúng thì chúng cũng quen dần với nước mặn và cuối cùng có thể chấp nhận nước mặn. Cũng hay nhỉ, tuy có muốn về đây để tôi tưới cho một ít nước mặn, xem thử cậu có chấp nhận được không nào. Dân làng đã bắt đầu trồng nấm rơm để bán theo phương pháp chỉ dẫn, nhưng mà rơm năm nay đắt rồi. Số lượng được canh tác giảm xuống thật nhiều trong toàn quốc, phải để dành rơm cho trâu bò ăn, nhất là trâu, cho tới mùa gặt mới. Có nhiều gia đình đã thực hiện chương trình nuôi gà và họ đã thành công. Ban đầu, khi chúng tôi đề nghị nuôi gà, nhiều gia đình lắc đầu. Gà của họ nuôi chết hoài, họ nói đất nước mặn, gà đi kiếm ăn cứ bị bệnh rồi chết. Chúng tôi biết không thể thuyết phục họ bằng lời, nên tự xuất vốn nuôi 100 con gà bằng lòng úng. Chúng tôi mượn nhà của bé Lợi để thực hiện công tác trình diễn chứng minh. Bé Lợi chưa bao giờ thấy một cái lòng nuôi gà có hệ thống lò sưởi nên tò mò lắm. Chúng tôi sưởi lòng bằng đèn bão, gà con thì chúng tôi mua giống New Hampshire, thực phẩm của gà chúng tôi mua nhiều bao lớn đã được trộn sẵn. Những con gà con lớn lên mau như thổi, chúng tôi theo đúng phương pháp chăm sóc vệ sinh cho gà, nhỏ thuốc lỗ mũi cho gà, vân vân. Sau đó 3 tuần, chúng tôi bắt đầu đem dụng cụ về làng đóng những chuồng gà tơ và gà giò, bởi vì không mấy lúc nữa gà con trở thành gà tơ. Nhà của bé Lợi luôn luôn có khách ra vào, bác Ba, thím Tư, bà Bảy, ai đến thăm cũng ngạc nhiên khi thấy gà lớn như thổi mà không chết một con nào. 1 đồng 10, thế rồi chúng tôi được hỏi ý kiến. 3 gia đình quyết định nuôi gà để kiếm thêm lợi tức. Mọi công tác ở làng thí nghiệm đều được thực hành theo kiểu đó nghe Ti. Ban đầu thì phải nghiên cứu về tình trạng chung của làng, về các mặt y tế, giáo dục, kinh tế xã hội. Rồi tùy theo tình trạng mà bắt đầu công cuộc cải tiến. Phải đánh thức ước muốn của dân làng dậy bằng những công tác trình diễn chứng minh. Và tự nhiên dân làng hưởng ứng. Tuy vậy, những công tác đầu phải làm ở nhiều làng vốn không phải là những công tác thuộc về kinh tế và tổ chức, mà là những công tác về y tế và giáo dục. Trong thành phần giảng viên của trường xã hội có một vị tăng sĩ mà chúng tôi gọi là thầy Tám. Vị này chứng tỏ một khả năng thu phục nhân tâm rất lớn. Chúng tôi đôi khi cũng gọi đùa thầy là Bách Khoa Tự Điển, bởi vì ổng biết thật nhiều chuyện. Có lẽ chuyện gì ổng cũng biết, từ tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Miên cho đến thuốc Tây, thuốc Bắc, thuốc ngoại khoa. Từ việc trồng cam, trồng bưởi cho đến việc gieo hạt bí, hạt bầu. Từ dạy học cho đến coi sóc công trường kiến trúc, chính ông sẽ coi sóc quả đồ và điều khiển việc xây các trường xã hội của chúng tôi. Trong một làng thí điểm kia, mỗi lần thầy Tám về, ông chỉ mang theo một cái gói nhỏ, trong đó có đựng cao, trầu, một ve dầu gió bạch tượng, vài cái chanh, một ít bông gòn và vài cái kim. Thế mà được việc bằng mấy các cô, các cậu khác. Ban đầu, thầy tìm tới nhà một người bệnh ban, một cậu bé chẳng hạn, thầy cạo gió, và nếu cần thì cắt. Cắt có nghĩa là chích lễ, một loại châm cứu giản dị. Thầy dùng lá trầu hoặc một muối chanh, ít khi thấy dùng tới thuốc uống hay là thuốc chích. Mà lạ quá, người bệnh nào được thầy hành nghề cũng mát ra và qua được cơn nóng, tài thật. Thế rồi thầy mở khăn gói ra, ngồi trên bức ngựa, lấy trầu nhai bổm bẻm,
mời mọi người trong gia đình. Rồi thầy nói chuyện mưa gió, mùa màng, thời tiết. Chuyện gì thầy nói cũng hay, thế mới lạ chứ. Dân làng mê thầy, và làng xóm ai bị bệnh đều mời thầy tới. Hầu hết cả xóm đều là người chịu ơn của thầy, một cái ơn nhỏ nhưng mà thật bền chặt. Và thầy đề nghị cái gì, dân làng cũng sốt sắng hưởng ứng. Ti à, ở mỗi làng Việt Nam đều có một ngôi chùa và một ông thầy chùa. Nếu thuyết phục được ông thầy theo phong trào cải tiến nông thôn, thì chắc là không bao lâu phong trào sẽ thành công. Khỏi phải tâm lý chiến, ắt chiến lược gì đôi thôi, có phải không? Hiện giờ chúng tôi rất cần chuyên viên, và chúng tôi phải lo đào tạo, lấy kinh nghiệm thầy Tám. Chúng tôi đưa vào chương trình học tập của trường môn học thực hiện trị liệu ngoại khoa. Người công tác viên xã hội sau này cần phải nói chuyện hay như thầy Tám, đến với dân làng dễ dàng và tự nhiên như thầy Tám. Điều đó quan trọng hơn những kiến thức có tính cách bác học mà thiếu giá trị thực dụng. Khinh thường kho tàng kinh nghiệm của dân quê, tức là mua chuốc lấy thất bại. Phải xem kỹ thuật mới như một cái gì đi đến để bổ túc, chứ không phải để bài bác những kinh nghiệm và phương pháp truyền thống. Chúng tôi có ý muốn kết nạp những thanh niên nam nữ gốc ở hương thôn hơn là ở thành thị, bởi vì họ có khả năng hiểu biết và đến với người nông thôn dễ dàng hơn. Ngôi trường mà tuy thấy đây không phải là không có một lịch sử kỳ thú đâu nhé. Ban đầu, một công tác viên về làng và làm quen với vài em bé trong lúc chơi đùa, câu cá, hát hò. Rồi anh công tác viên đó hỏi thăm về sự học hành của các em, và rốt cuộc là các em bằng lòng để cho anh dạy cho mà học thay vì đi chơi rong suốt ngày. Họ ngồi dưới gốc cây, kê một tấm gỗ để viết chữ. Thế rồi chỉ một tuần sau, số học trò tăng lên mười mấy em. Một bác phụ huynh thấy thương, liền gọi tất cả vào nhà ngồi học. Họ được phép sử dụng bước ngựa bên trái. Thế là họ tách năm tấm ván ra, lấy gạch kê làm năm chiếc ghế dài, còn dư chỗ cho bốn năm em. Mấy tuần sau, trẻ em tới đông thêm, không khí học tập vui vẻ hăng hái. Phụ huynh mừng rỡ thấy con mình được học để sau này có dăm ba chữ, khỏi thua kém con người ta. Họ thương thầy giáo lắm. Si biết không, ở Việt Nam chúng tôi chịu ảnh hưởng Nho giáo khá sâu đậm. Ngày xưa, ông vua là quan trọng hơn hết, rồi mới đến ông thầy, rồi mới đến ông cha. Quân sư phụ tức là tam cương. Chắc chắn là Si biết dư điều đó, tôi khỏi cần phải sổ Nho ra nữa. Vì vậy, địa vị của ông hương sư là rất quan trọng, bởi vì ông ấy thay thánh hiền để dạy chữ nghĩa đạo đức cho con cháu. Cho nên, người công tác viên xã hội nếu bắt đầu bằng công tác giáo dục sẽ chiếm được chỗ khá tốt trong lòng người dân làng. Nhất là khi anh có thể dạy cho trẻ em thêm cách tác ngoan ngoãn. Anh được các môn đệ bé tí của anh mời về nhà chơi, và cha mẹ các môn đệ ấy bao giờ cũng đón tiếp thầy của con mình một cách niềm nở. Thế là anh có dịp tuyên truyền cho chương trình cải tiến sinh hoạt nông thôn một cách gián tiếp và kín đáo, cố nhiên, và tiếng nói của anh sẽ rất dễ lọt vào tai người đã có sẵn cảm tình với anh. Khi học trò đông quá mà chỗ học thiếu thốn, các phụ huynh họp lại để giải quyết vấn đề trường óc. Có khi họ tự động làm như thế mà khỏi phải có ý kiến của người công tác viên. Một buổi họp như thế cố nhiên đưa đến kết quả là sự quyết định dựng một ngôi trường cho làng. Và người thì cho tre, người thì cho gỗ, người thì cho gạch, người thì cho cong. Vật liệu không hiếm, ban đầu chỉ cần làm trường bằng tre, tranh và đất thôi. Khi mà dân làng ý thức được sự cần thiết, thì tự nhiên khả năng của thôn quê để tự cải tiến trở nên lớn lao. Người dân không nghèo như họ tưởng hay như chúng ta tưởng, ít nhất là trong tiềm năng của họ và của xứ sở họ. Đó, cái ngôi trường bốn gian mà Steve thấy đó,
vốn là của chính họ làm ra. Họ không cần xin của chính phủ hay của viện trợ một xu nào. Hiện giờ đã có tới 2 giáo viên là người làng, những giáo viên khác cũng sẽ được thay thế bằng dân làng khi điều ấy trở thành có thể. Có 5-6 thanh niên nam nữ trong làng tham dự sốt sắng vào công việc xây dựng và cải tiến. Có một cậu 15 tuổi tên là Mười, có thể nói nó là một cộng sự viên đắc lực. Cha của Mười mất rồi, mẹ của nó cũng vậy, mẹ của nó bây giờ là mẹ ghẻ. Nó có một đứa em gái 9 tuổi rất kháu khỉnh, dễ thương, cùng cha khác mẹ. Nó làm nghề cày đấy, nghĩa là chài lưới. Từng đó tuổi mà gánh vác việc gia đình như là một người lớn, và nó cũng cư xử như một người lớn. Tuy biết không, buổi sáng trước khi cho thuyền đi, nó cũng uống rượu cho ấm bụng, và những buổi chiều thuyền về, trong khi em nó lo bán mẻ cá, nó ngồi châm nhi be rượu, kề cà như một ông lão. Tội nghiệp quá, việc làm thì nặng nhọc, bà dì ghẻ thì không ấm áp ngọt ngào, không có một thứ giải trí lành mạnh nào. Không có phòng đọc sách, không có đàn hát, không có truyện kiếm hiệp, không có hội hè, bạn hữu, đồng điệu, không có thể thao, bóng chuyền, bóng bàn. Chỉ có uống rượu và đánh bạc, may mà nó chưa sa vào cái nghiệp đánh bạc. Em gái nó, con 11, là học trò trường Chim Sơn Ca. Có một hôm tới trường, hai mắt đỏ hoe, cô giáo hỏi vì sao? Nó nói, anh nó bỏ nhà ra đi gần một tuần nay không chịu về. Hỏi nó thằng Mười đi đâu, nó nói, nghe người ta nói, anh nó xin vô làm công trong hãng sắt nguội trên Sài Gòn. Khi tôi nghe câu chuyện, tôi nói, chết rồi, thằng bé bị Đô Thành quyến rũ mất rồi. Để em nó lại đây ai nuôi? Hay là để cho cái bà dì ghẻ thiếu cảm tình ấy, nó thương em nó hơn là mẹ con bé thương. Hơn một tháng sau, cô Chính, một trong các hướng dẫn viên thực tập ở làng, gặp Mười đang đi trên một con đường miệt hàng xanh. Mới đầu Chính không nhận ra nó, bởi vì nó mặc áo sơ mi tràng ti và quần cao bồi. Nó đi với một thằng bạn có cái vẻ mặt rất là Sài Gòn, còn vẻ mặt Mười thì vẫn còn mang cái nét thơ ngây, non non dại dại của nhà quê. Con mắt nó vẫn còn chứa đựng sự ngơ ngác. Chính đã tới và hỏi, có phải em là Mười không? Nó thấy Chính thì mừng và nói, phải, chị đi đâu vậy? Và nó nói với thằng bạn, thôi, mày đi chơi một mình đi, để ta gặp người quen. Chị Chính đưa nó vào một quán cà phê. Này Mười, bộ lâu nay á, em đi làm được nhiều tiền lắm hả? Đâu mà có chị, làm ở sở sắp nguội cũng đủ ăn mà thôi, không hơn gì hồi em làm ở làng. Vậy tại sao em bỏ làng mà đi? Tại vì em buồn lắm chị Chính ơi. Cả đời như vậy hoài, không có gì vui hết, rồi mai mốt em đi lính thế là xong. Vậy chứ em để con 11 một mình mà. Mày không thương em mày sao hả Mười? Nó yên lặng lúng túng. Chính không khuyên nó trở về làng ngay, mà chỉ hỏi xem nó làm tại hãng nào để thỉnh thoảng lại thăm. Em làm ở sở BS, gần Đa Cao đó chị. Chính hẹn trưa thứ bảy tới đón nó, đưa về làng thăm em, nó nhận lời. Từ đó ở làng có những buổi văn nghệ do học sinh tổ chức với sự tham dự và hướng dẫn của các giáo viên, các người bạn trẻ của làng từ các nơi tới. Có khi học trò trường tình thương bên làng Thảo Điền qua tổ chức, rồi thì học trò bên này đáp lễ. Muốn tổ chức văn nghệ lúc nào cũng được, dân làng đứng tuổi mà cũng tham dự thật tình. Nhiều người biết ca 6 câu giọng cổ. Những buổi chiều mát, ở gốc các cây dừa, những buổi sáng trăng, tủ sách của làng bây giờ có rất nhiều sách đọc giải trí và vô số tiểu thuyết kiếm hiệp, lại có cả trọn bộ Cô Gái Đầu Lông. Buổi tối trong gia đình, tiếng thỏ thẻ của các em bé đọc tiểu thuyết tàu
tạo nên một không khí ấm cúng. Rồi thì có bóng bàn, bóng rổ. Các ông cụ non trong làng bắt đầu say mê những thứ giải trí mới và bỏ dần uống rượu đánh bạc. Chị Chính dọa các cậu: "Tôi sẽ xúi con gái ở các làng bên cạnh không thèm lấy các cậu. Lấy các cậu để rồi các cậu rượu chè be bét làm khổ gia đình ấy à. Mới 13, 15 tuổi mà đã uống rượu." "Đừng làm ác chị Chính à." Có cậu trả lời: "Mà thiếu gì con gái, tụi tôi sẽ cưới con gái làng thật xa. Nhưng mà nói chơi đó chị Chính, buồn thì tụi tôi uống chút chơi, chứ có say sưa gì đâu. Bữa nay có giải trí lành mạnh rồi thì không uống nữa cũng được. Cậu Mười của chúng ta nay đã trở về làng rồi, khỏi phải nói, con em gái nó mừng hết sức. Mười cũng đã trở lại nghề chài lưới. Những thời gian còn lại trong ngày nó dùng để hoạt động cho phong trào làm làng. Nó có vẻ đàn anh lắm, bọn trẻ con rất thích. Nó thích tổ chức thiếu nhi nông thôn, thích chơi bóng chuyền. Nó tập đánh đàn măng đô và rất hăng say chăm nghệ. Giọng nó không tốt lắm nhưng nó rất ưa ca hát. Ti ơi, tôi là người rất tha thiết đến việc làm làng, nhưng mà tôi thấy thua kém thì Tám, cô Chính và rất nhiều người khác. Nhìn những thắng lợi liên tiếp của những người trẻ có lòng kia, lòng tôi thấy phấn khởi và hy vọng hơn. Thì ra tôi là người được thừa hưởng cái kết quả trước hết, chứ không hẳn đã là người dân nông thôn. Anh được yêu mến, được chấp nhận, được tin cậy, anh lại sống có hy vọng, có ước mơ. Thế thì anh còn đòi hỏi gì nữa? Chính anh là người thừa hưởng công trình của anh trước hết. Bất cứ thứ công trình nào mà anh có thể gọi là công trình, điều đơn giản đó, gieo ngô được ngô, gieo đậu được đậu, thế mà cũng phải lao đao lắm mới chứng thực được nó. Ti ơi, cái không khí phương bối phản phất ở đâu đây? Trong chính phương bối thì bị cô lập quá trên miền núi rừng Su Đăng Gu lặng lẽ. Có lẽ vì có những con chim cũ của phương bối hay lui tới, nhất là ở những làng quê như làng này. Mà có lẽ là tại phương bối ngự trị nơi lòng của mỗi người. Phương bối là tình yêu, là hy vọng. Một ngày nào đó chúng tôi mong sẽ được đoàn viên trong chiếc nôi bông đá, qua rừng và cỏ dại ấy. Những khu làng tương đối có yên tĩnh như khu làng này, ngày mai có được yên tĩnh nữa không? Sự dựng xây phải được thực hiện từng chút một với tất cả công phu. Nhưng sự phá đổ thì không cần đi từng bước một. Một vài phút, một vài giờ đồng hồ, thôi thế là tất cả tiêu tan. Chiến tranh không tôn trọng một giá trị nào, kể cả những giá trị truyền thống và nhân dân. Và nhất là nó tiêu diệt hy vọng